Có lẽ nước Mỹ của chúng ta trong tương lai có thể sẽ có một người tổng thống ngồi trong tù nhưng mà điều hành đất nước. Thì đây, bản tin sau đây có thể dẫn đến cái tình trạng đó. Cựu tổng thống Donald Trump và 18 người đồng phạm đã bị buộc tội liên quan đến sự việc cố gắng lật đổ kết quả bầu cử vào năm 2020 của tiểu bang Georgia. Thì tất cả những người này, 19 người sẽ có thể bị tống giam tại một cái nhà tù khét tiếng ở tiểu bang Georgia, ở bên thành phố Atlanta. Đây là một cái nhà tù có tên là Rice Street, rất là tàn bạo cái nhà tù này. Ông Trump và tất cả 18 người đồng phạm có một cái thời hạn đến ngày 25 tháng 8 này để mà đầu thú, ra tự nguyện đầu thú, để mà họ có thể sửa soạn cái chuyện mà có nhốt hay không. Một tháng trước đó thì Bộ Tư pháp đã mở một cuộc điều tra về cái nhà tù quận Fulton dựa trên những cái cáo buộc đáng tin cậy cho rằng một người bị giam giữ ở trong cái tù này đã chết, và trên cái xác của cái người tù nhân này chứa đầy côn trùng và rác rưởi. Và những cái lời chỉ trích nói rằng cái nhà tù của Fulton không an toàn về cái mặt cấu trúc, rằng những cái sự việc bạo lực nó rất là phổ biến, dẫn đến những cái sự việc mà tù nhân đánh ẩu đả với nhau gây ra thương tích rất là nghiêm trọng, và giết người nó cũng có xảy ra trong cái nhà tù này. Ngoài ra thì những cái lời tố cáo những nhân viên cai quản trong tù cũng đang bị truy tố vì họ sử dụng võ lực quá mức. Tại lúc này thì dựa trên hướng dẫn nhận được từ văn phòng luật sư của quận và chủ tọa phiên tòa thì dự định tất cả 19 người bị cáo có tên trong các bản cáo trạng này sẽ bị tống giam tại nhà tù Rice Street, theo lời phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát trưởng quận Fulton cho biết như trên. Tuy nhiên, theo tờ báo The New York Times đưa tin nói rằng liệu cựu Tổng thống Donald Trump có bị giải quyết như vậy hay không sẽ tùy thuộc vào sở mật vụ. Sau khi nếu bất cứ những người bị cáo tự nộp mình sau một cái bản cáo trạng gồm 34 tội danh liên quan đến cựu Tổng thống Trump ở tiểu bang New York, liên quan đến cái vấn đề mà ông Trump bị tố cáo đã chi tiền bịt miệng cho một người tài tử khiêu dâm, cô Stormy Daniels, thì ông Trump được phép bỏ qua một số những cái thủ tục theo tờ Times đưa tin, bao gồm cả sự việc ông không bị còng tay và chụp ảnh trong những cái bản cáo trạng ở bên New York lần đó. Tuy nhiên, theo cảnh sát trưởng của quận Fulton, ông Patrick Labatt, thì ông nói rằng ông Trump nếu bằng lần này xảy ra như vậy nữa thì ông cũng sẽ bị đối xử như tất cả những người bị cáo khác, và cảnh sát của quận Fulton họ sẵn sàng để mà thi hành bất cứ những cái bước mà cho tất cả người phạm nhân nào, bất kể ông đó là ai, có phải là cựu tổng thống hay không, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái vấn đề chúng tôi vẫn nói đó. Từ đầu người ta vẫn nói đây là một cái vụ mà có những cách động cơ chính trị, quý vị cũng thấy rồi. Nói chung là sẽ kéo lai ra, quý vị thấy không? Bây giờ nó buộc tội cả 18 người thân cận đó. Thì dẫu sao nó cũng làm cho Tổng thống Trump cảm thấy mình guilty, tức là vì những người đó người ta binh mình mà bây giờ người ta bị lôi hết ra, quý vị thấy, nguyên cái lô mà cái loạt đó là toàn những người tai to mặt lớn. Bà Sydney, rồi ngay cả ông Mark Meadow, ngay cả ông bạn thân và đồng thời cũng là cựu Tổng thống, đó là ông thị trưởng New York Giuliani, bây giờ đã từng là anh hùng trong cái 911, nhưng bây giờ đó bây giờ nó cứ lôi ra. Và ngay cả trước đây chúng ta hiểu rồi, trừng phạt là nó đã từng cúp bằng ông ta, rồi disbar, lấy lại cái giấy phép hoạt động luật sư đó ở nơi ông ta là New York. Quý vị thấy rồi, đó là những cái bịt miệng rõ ràng. Và bây giờ Hoa Kỳ nó gần đi, chúng tôi nói hoài, gần giống Cộng hòa chuối rồi quý vị. Tức là Republic, là Banana rồi. Bây giờ và cái thứ nó là không khác gì mấy cái xã hội độc tài cộng sản, rõ ràng. Khi mà nó thấy có vẻ đứng về phía đối thủ là nó bằng mọi cách nó chủ dập, quý vị thấy không? Mà nhiều người ngày xưa giúp ông Trump bây giờ nhiều khi nó bắt ra và nó sẽ bắt trong cái tường trình, và đôi khi nó sẽ ép những người mà họ bắt ra tòa đó, quý vị, sẽ có thể vô tình hay cố ý sẽ vô tình có thể đưa ra những cái điều tuyên bố bất lợi cho ông Trump đó. Thành ra rất là khó, những chuyện này họ đi sát ván, họ đã chơi tận cùng, chúng ta nói được mục đích là sỉ nhục, làm hạ giá trị Tổng thống Trump. Nhưng mà cho đến nước này thì hình như là Tổng thống Trump tuyên bố bởi vì bất cứ cái gì ông cũng sẵn sàng, ông chấp nhận, nếu còng tay ông cũng không quan tâm. Có điều là đúng, họ muốn có cái hình ảnh đó, và hình ảnh đó sẽ lan tràn khắp thế giới. Vì nhớ bây giờ thế giới đang trông vào cái vụ này. Chúng ta nói rồi, đây là một cái study, mà case study cho những sinh viên luật trong tương lai, con cháu chúng ta đó. Thành ra đây là một trường lịch sử, chúng ta nói rồi. Và cái viễn ảnh mà nãy chúng tôi có nói đó, là có thể lần đầu tiên một tổng thống mà trong khi criminal mà vẫn ở trong nhà tù có thể điều hành ra, có thể đi đến cái đó lắm.
Hồi 2024 thì Tổng thống Trump có vẫn nhiều cái trend, bây giờ họ mới thăm dò đây là ông vẫn dẫn đầu, ông mạnh lắm trong cái bên Cộng Hòa. Cho nên có thể ông ta lại thắng cử, nhưng mà thắng cử đặc biệt kỳ này là thắng cử nhưng mà trong trong nhà tù, sau khi bị kết tội. Thì nãy có lẽ mình cũng hơi thắc mắc với nhau đó, đúng không Minh Lộc, là mình nói là cái này chưa kết tội, cái này chỉ là cái là truy tố phiên tòa thôi, mà tại sao chưa gì họ đã nghĩ đến chuyện mà có thể còng tay và bắt, cũng như chụp mất shop, chụp cái hình mà trong nhà tù quý vị phải dơ cái bảng lên đó, một hình thức đó là sỉ nhục rồi quý vị. Thì chúng ta không biết là cái ngày tới nó có cho một exemption nào đối với tổng thống hay không, vì dù sao ông cũng là cựu tổng thống, ông Trump không thể nào bắt ông ta như vậy được, cái đó thì nó rất là vô lý. Mặc dù là trên hình thức về nguyên tắc thì nó không có, nhưng mà có thể chính những ông cảnh sát trưởng hay là những nhân viên có trách nhiệm có thể họ phải nghĩ đến cái đó, và họ sẽ không muốn làm xáo động lớn lên, vì thực ra những cái đó nó có thể dân chúng là cái bực bội, có thể có những tay nó nổi loạn, họ không muốn có xảy ra một cái chuyện giống cái ngày 6 tháng giêng nữa quý vị. Dĩ nhiên khi lần này nó sẽ nhiều cái nó bức bách, và nó sẽ nếu mà xảy ra nó sẽ lớn hơn nhiều. Thì đó cũng là một cái mà người ta nói chuyện với nhau là không biết cái ngày tới đây nó cho ngày bắt buộc phải ra trình diện, phải không Minh Lộc? Thì vâng, cuối tháng này thưa anh, ngày 25 tháng 8. Tức là nếu không tự túc đến, còn tự nguyện đó, dạ, tự volunteer, thì có thể nó không, nhưng mà nếu mà quý vị để nó đến thì nó lấy cớ đó, có thể nó bắt còng tay và chụp hình. Đó là cái mình cũng chưa biết, là cái những ngày sắp tới rất là hồi hộp thưa quý vị.